lau bàn, rửa cốc trăm cây, xong đi dọn quán lại thêm giặt đồ. Quanh vào thì nó kêu ca, quanh ra thì nó hôi hà, trừ lương ngưỡng ngưỡng ngưỡng. Mặt hầm hầm thế này, lại ra chuẩn bị cho mình ăn hành rồi. Cái con này nó hay thật đấy. Nó cứ cãi nhau với chồng xong rồi nó đến quá, nó trút giận lên đầu mình. Em mới chả út đùa. Anh Hiếu, tao cọ nhà vệ sinh rồi. Thế còn mấy cái nồi tao cũng cọ sạch phơi khô rồi. Với lại mấy cái xô tao cất gọn trong kho quán rồi. Sao? Định hành gì nữa? Không, hành gì. Em là em của anh mà. Sao em dám hành anh? Em chỉ nhờ thôi. Ôi trời ơi, nhờ là còn khổ hơn cả hành đấy. Hôm trước mày đã nhờ tao ăn thử ba tê của chó. Tao thử xong tao bỏ ăn ba bữa rồi. Hay thôi bỏ đi, đừng anh em họ hàng gì nữa không chết tao ấy. Anh Hiếu ạ, thế nào? Hôm nay em không nhờ anh ăn ba tê của chó nữa đâu. Nào thế nhờ gì? Nhờ thử bả chuột. Cầu trượt mới mua. Không. Thử con cua. Không. Thử cà chua sắp hỏng. Không. Thử gói bỏng sắp thiêu. Không. Thử người yêu ông hàng xóm. Không. Thử quê đóm không lên. Không. Ô, thế mày nhở cái gì mày nhở luôn đi, tao mệt mày qua lắc suốt thôi ạ. Váy. Anh thử hộ em kia váy. Điên mà mày nhở tao thử váy. Thì em có đứa bạn sắp sinh nhật nó rồi. Em muốn tặng quà cho nó mà tặng váy này này. Thế nhưng mà không biết có vừa không. Tặng người nó thì cũng cỡ như anh ạ. Nên là em muốn anh mặc thử để xem mặc vào nó có đẹp không, cử động nó có thoải mái không. Hộ em tí. Ôi dồi ôi, vừa đấy, 100% vừa đấy, không phải thử đâu, vừa luôn đấy. Ôi thế nào mà anh em họ hàng với nhau nhỏ thì khó khăn thế nhở. Khổ quá, thế nhưng mà không được. Không được từ chối anh em kiểu thế khi mà anh em nhà mình nhờ, hiểu không? Được rồi, để đấy, tao vào tao thử đó. Mấy được đấy, rất đẹp. Xoài, váy quá là đẹp luôn. Xoay vài vòng em xem nào. Được ấy, thế nhưng mà không biết là ngồi xuống đứng lên nó hoạt động nó có thoải mái không? Thoải mái chứ, đây đi này. Đi nghe em. Đấy, ngồi nhá. Ngồi này. Thấy chưa? Đấy, được phết đấy. Anh cũng xấu xấu như con bạn em. Béo béo mà lại còn hơi đen đen nữa. Mặc cái váy này quá hợp lý. Vừa che được béo, vừa che được ghẻ. Được. Quỷ sứ. Mân, làm gì ở đây đấy em? Em không quen Hiếu đâu nhá. Em đừng vội đi nhá. Ôi anh Hiếu ơi, quả này cả làng biết anh là xăng pha nhớt rồi. Này, con Mận Ngẫn nó vừa quay video mày mặc váy không một chút áy náy nào luôn. Ôi chắc chẳng sao đâu. Ôi bố. Dạ con nghe ạ. Ơ sao thế ạ? Ơ không được đâu bố ơi. Không được đâu ạ, bố. Bố ơi. Sao đấy? Nhìn cái mặt kia là biết lành ít dữ nhiều rồi. Tại mặt mày đấy nhá. Ôi giời ơi, bây giờ bố ta đang bảo ra là mày BD à, con trong cả làng đồn ầm lên là tao BD. Vì cái video cái con Mận Ngẫn nó vừa quay nó gửi cho bố tao đấy. Thế nhưng mà anh cũng nhận tiền của em làm chứ em có ép anh đâu. Ui, chúng ta đùa chết mất rồi, bây giờ về bố tao bắt tao về là để tao hỏi cưới con Đào. Mà cái con Đào nó còn số băm số bổ nó còn khiếp gấp trăm gấp ngàn lần cái con Mận Ngẫn đấy. Rồi ôi, về cũng chết, không về cũng chết, giờ làm nào. Ui trời ơi, nghĩ đến em Đào đây là tao nổi hết cả gái ốc lên rồi, trông cứ như kiểu cũng có gai ấy. Mà cái chị Đào đấy nhá, cơ bắp còn to hơn cả cơ bắp anh Hiếu cơ. Anh Hiếu mà lệch sóng với vợ phát nha là cũng lệch mồm luôn. Trời, tao làm nào đi. À, em có cách. Ơ, không, em không về quê anh Hiếu nữa đâu. Thế mà bảo thích người ta. Thì em thích anh thật mà. Nhưng mà bảo em về quê anh như lần trước nữa thì...
từ nhà mày nhá. Cầm lấy, cầm. Cục cái pha xuống mày bướng à? Lớp mấy mày bướng thế? Ui giời, tiền dư danh con, mày đi đứng thế à? Này, mày chửi ai là danh con đấy? Đây là người yêu mày à Hiếu? Là con bé này, không phải người khác à? Mày có nhầm không đấy Hiếu? Dạ không, nhầm gì ạ? Không nhầm lẫn gì ạ? Đây chính là người con gái dịu hiền mà nãy giờ cháu đã kể với cụ và hai ông rồi đấy ạ. Này, em, đây, anh giới thiệu với em. Đây là cụ trẻ, còn đây là hai ông trẻ. Đấy, hai cụ, nhầm, hai ông với cụ là có chức sắc là cao nhất dòng họ mình. Đấy, hôm nay thấy em về nên cụ và hai ông đây là sang có tí quà để thăm gặp rồi là xem mắt cháu dâu luôn. Đấy, em làm quen với cụ và hai ông đi. Dám, danh con như tôi làm sao dám làm quen? Làm quen với nó, để lấy mai nó về suốt ngày đạp tao cắm đầu bới à? Thôi, chả dại, dây vào cái ngữ ấy, hỏng người như chơi. Tóc vẫn còn đau này. Đấy, lần này mà về gặp ông trẻ với cụ trẻ nữa thì chắc chắn là em ăn nguyên cái dép vào mồm đấy. Em không về đâu. Lần trước coi như là rút kinh nghiệm. Lần này mày về mày sửa sai đi. Mày thích thằng Hiếu, sau này mà số đen lấy phải nó. Ây! Nhầm mồm. Hai chúng mày sau này lấy nhau thì kiểu gì chả phải về chạm mặt với cả các cụ, đúng không? Chi bằng lần này á, con Quỳnh về xin lỗi các cụ luôn. Hợp lý không? Hợp lý. Đấy. Cách duy nhất để cứu thằng Hiếu bây giờ ấy là đưa con Quỳnh về quê, ra mắt các cụ. Trước thì đã thất bại rồi, cho nên là lần này chắc chắn phải thành công. Có như thế thì thằng Hiếu không bị gắn ghép với cả con Đào Hấp, con Mận Ngấn và con Tranh Chập Trang nữa. Và có như thế thì thằng Hiếu với không bị dân làng đồn thổi là bé đê. Chuẩn. Quỳnh độc. Ôi. Không, em không về cùng anh nữa đâu. Chúng mày giúp tao đi bắt lấy Quỳnh. Không, không phải đạp yêu tôi à? Không về đâu. Ôi trời ơi, thích ai không thích. Là thích đúng cái người mà họ hàng xếp cả sân vận động thế này làm gì không biết. Được rồi, chào mừng mọi người đã đến với buổi training của chúng tôi ngày hôm nay. Buổi training có tên là Nàng Dâu Rất Ổn. Dạ vâng, và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Quỳnh. Dạ vâng ạ, lần trước khi về quê của người yêu thì Quỳnh đã gây ra một cái kết rất là ngu người với ba vị bố lã trong họ, đó là cụ trẻ Tuân ạ, ông trẻ Phú ạ và ông trẻ Hải. Rồi. Và để có một chuyến về quê thành công vật vã thì chúng ta cần củng cố mối quan hệ của bốn cụ cháu, đó là Quỳnh, Tuân, Hải và Phú. Và đầu tiên chúng ta cần làm gì ạ? Ai có ý kiến xin giơ tay ạ. À, Quỳnh giơ tay ạ? Mời Quỳnh ý kiến. Ôi em giơ đâu? Không. Em bị chó mà em giơ kiểu gì? Đấy, nó giơ cả hai tay mà đấy. Rất tốt ạ. Mời Quỳnh trả lời. Là đi. Em không biết ạ. Một câu trả lời rất hay, rất xuất sắc. Mọi người, vỗ tay. Em ơi, em quá tuyệt vời, em ơi, hay đấy. Đấy mày. Mọi người cứ bình tĩnh ạ. Điều đầu tiên thì chúng ta không biết làm gì rồi. Vậy thì điều thứ hai chúng ta phải làm gì nào? Mời mọi người giơ tay ạ. Quỳnh rất là hay xung phong đấy. Mời Quỳnh. Em không biết. Một câu trả lời rất hay. Mọi người. Hay quá mày, em rất tuyệt vời, em tuyệt vời lắm đấy. Một câu trả lời rất đúng trọng tâm. Quá tuyệt vời. Được rồi anh Hiếu. Vậy là chúng ta đã đi qua hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta không biết làm gì. Thứ hai, chúng ta cũng không biết làm gì. Vậy thứ ba thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Em vẫn không biết. Em ơi, 9,5 em quá tuyệt vời luôn. Câu hỏi không trả cả nhầm, câu trả lời không thể sai nổi nữa, không sai nổi luôn nha. Được rồi, được rồi. Bây giờ đến với câu hỏi thứ tư ạ. Ôi nó giữ chặt tay quá, không rút lên được mày. Vậy là Quỳnh không muốn trả lời. Thế anh Hiếu chịu khó đi về cưới em Đào Hấy đi.
tan học ạ. À. À, thôi. Em có cách. Đằng nào thì em cũng không biết là em có lấy được anh Hiếu hay không. Có. Nhưng mà thật lòng thì em rất là thích anh Hiếu, nên em sẽ vì anh Hiếu một tí vậy. À, đúng rồi. Ra cởi trói cho em đi. Cởi luôn. Anh ơi. Đây nhẹ nhàng tình cảm đấy. Nhẹ nhàng tình cảm. Được chưa? Cười. Người ta không biết cái gì không trả lời được cũng hay. Hay cái gì mà hay? Hay là cái gì? Hả? Anh Tuấn đi ra. Chị Nhung về chỗ đi, đưa em. Mọi người tập trung đây này. Đầu tiên, anh Hiếu cho em biết sở thích của cụ trẻ là gì. Cụ trẻ có sở thích là hút thuốc lào. Thuốc lào hả? Thuốc lào đấy. À. Thuốc lào. D.L. Rồi. Rồi. Tiếp theo là sở thích của ông trẻ phú là gì ạ? Ông trẻ phú. À. Ông trẻ phú có sở thích ngắm các em gái mới lớn trong làng. À. Các em gái trẻ. Ông trẻ phú đồi trụy. À, ê, ra đồi trụy. Ta à. ý là thích cái đẹp ấy. À, cái đẹp à? Ừ, rồi. Đẹp. Bỏ chữ O thì thành chữ E đấy. Đẹp. Đấy đúng rồi, đẹp. Rồi, đấy đẹp. Rồi, tiếp theo, cuối cùng là ông trẻ Hải. Là gì ạ? Sở thích ạ? Ông thích uống bia ôm. Bia ôm. Thuốc lào. Cái đẹp. Bia ôm. Được rồi. Em sẽ... rút kinh nghiệm cho lần trước, em sẽ mua quà sẵn từ trên này, sau đó về thẳng nhà anh Hiếu mà không đi vòng vèo để tránh phát sinh những việc không đáng có. Dạ. Cháu xin kính cẩn nghiêng mình chào cụ trẻ Tuân ạ. Dạ, lần này cháu về là để tạ lỗi với cụ chuyện lần trước, mong cụ bỏ qua cho cháu ạ. Cụ ơi, cháu có ít quà muốn cúng cụ. Cháu muốn biếu cụ ạ. À, cháu biếu cụ thuốc lào Thanh Hóa, đặc sản hiếm có khó tìm ạ. Thuốc lào Thanh Hóa cơ à? Được đấy. Nhưng mà tao cũng không thích lắm. Dạ, người ta có câu hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện. Hút điếu thứ nhất nghiện, điếu thứ hai lên tiên, điếu thứ ba rũ bỏ muộn phiền, điếu thứ tư tiền tài kéo đến, điếu thứ năm bạn bè quý mến, điếu thứ sáu thì mọi người đến đúc thẳng vào hòm ạ. Ý của cháu là mỗi một ngày cụ chỉ nên hút một điếu thôi để thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao ạ. Thế cụ xin nhá, cụ không để bụng đâu. Thôi chúng mày cứ về nhà đi, tí cụ sang nhá. Dạ vâng ạ. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Tí cụ sang cháu nhá. Ông trẻ đang ngắm gái ạ. Nhưng mà mờ quá, mắt kém, chả nhìn thấy gì. Ông trẻ dùng cái này đi, khéo nhìn được cả bao nhiêu nốt ruồi ấy chứ. Mời ông trẻ. Nét đấy, trắng ghê. Nhưng mà hình như đùi hơi lắm lông. Ui, chúng mày định mò gì ở đây? Dạ, chúng cháu học ông trẻ thôi ạ. À, con nặc nô này, mày về đây mày định túm tóc tao đúng không? Thằng Hiếu kia, tao bảo mày phải lấy vợ như nào. Dạ, ngoài cái ống nhòm mà cháu vừa tặng ông thì cháu còn tặng ông thêm một món quà nữa, là một list các em gái mặc áo tắm vô cùng xinh tươi để ông thưởng thức từ từ ạ. Mang xem nào. Ông cũng không thích đâu. Nhưng mà thôi, ông không để bụng chúng mày chuyện lần trước đâu. Mà thằng Hiếu nhá,
Về nhớ nhắn cái Quỳnh gửi cho ông mấy cái ảnh này, cho nhớ gửi HD cho nét nét tí. Dạ. Này ông trả điện thoại này. Dạ cháu xin. Ông ơi cháu gửi ông quà. Được, quà rồi, ông xin. Dạ. Dạ. Ông đi cẩn thận ạ. À. Ghi sổ nhá. Ôi, anh ơi, anh bảo hôm nay anh uống xong thì anh trả lỡ em mà. Sao hôm nay anh uống xong anh lại lỡ thế nào? Mai tao trả. Dạ, cháu chào ông trẻ Hải ạ. Mày còn dám vác cái mặt về đây à? Tao thì tao kiếm lá chuối tao hót mày đi. Anh ơi, ông nhà em nợ bao nhiêu em nhả hết. Nên hư con thanh con này, mày lại bố mày hả? Ôi nổ ơi em nào. Ôi, ý của em là ông trẻ của em nợ bao nhiêu em sẽ là người trả hết. Anh cứ để cho ông trẻ của em uống bia ở đây đi, đến cuối tháng em sẽ thanh toán tất ạ. Nhưng mà là người yêu thằng Hiếu à, nhịn luận đấy nhờ, đại tí là bàn lấy sổ. Duyên dáng quá. Dạ con tiên ông trẻ về ạ. À dạ ông trẻ ơi, con có món quà nho nhỏ con biếu ông trẻ ạ. Được. Dạ. Con bé này được. Dạ. Rượu nhạt uống lắm cũng say, người hay uống lắm cũng say như người bình thường. Tuyệt vời ạ. Ông trẻ tuyệt vời. Ông trẻ đi thong thả. Quá tuyệt vời. Được, chị Quỳnh được ấy. Quá được khôn, luôn. Khôn quá khôn, khôn như con cả hó luôn. Có mày hó ấy. Ý rồi, quả này là không phải lấy em đào chắc rồi. Dạ vâng, thế để cháu mời các cụ, các ông vào nhà xới nước. Xong một lát nữa là cả nhà mình cùng xới cơm ạ. Từ từ, phải đợi cụ trưởng họ sai ra chứ này. Thế cụ trưởng họ đi đâu mà không có sang cùng các cụ, các ông thế ạ? Ui giời, đi chơi điện tử chứ đi đâu. Suốt ngày chỉ đi chơi điện tử với bọn trẻ con xóm dưới thôi, bảo chẳng được. Thế hỏng nhỉ. Thế thì bây giờ, bao giờ cho cụ về hả cụ? Biết làm sao được, vừa lấy gọi điện chẳng thấy nghe. Khéo mày phải sang tận nơi gọi cụ về đi. Thôi, cháu đi. Này, anh bị dở à? Cụ đang chơi điện tử lôi về cụ choáng cho đấy. Mấy người bị thế làm gì? Thế à? Anh Hiếu ơi, hôm nay việc chính của nhà anh hay là anh đi đi. Chứ em cũng hơi sợ, không dám đi đâu. Mày sợ chắc tao không, gớm. Cụ như ngáo đá, đang chơi điện tử động vào các gì đi tự tử. Em gì? Em đi cho. Ôi thôi em ơi, cụ ghê lắm, em đừng có đi. Em sợ gì cụ. Này, em có thằng cháu nhá, nó chơi điện tử không ai gọi nó về được. Em vào em cầm sách tay một phát về luôn. Ôi thôi em ơi, đừng có sách cụ. Sách tay cụ trưởng họ cụ. Không ạ, đấy là cháu em thôi chứ cụ thì. Thôi được rồi, cái Quỳnh đi đi. Mày xinh đẹp với này đi kêu bảo cụ nghe, cụ dại gái lắm ấy. Nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhá, đừng có sách tay cụ ấy. Dạ, cụ cứ để cụ cho cháu á. Được rồi, đi đi. Quán nét nó ở cuối làng ấy, đi từ đây ra dễ phải, xong cứ đâm bên phải, nhưng nhớ là phải đi bên phải, nhưng quán nét nhìn sang trái ở bên trái nhá. Dạ vâng ạ. Cứ tin ở em, chắc chắn em làm được. Bên phải. À thôi được rồi. Bây giờ cháu mời các cụ các ông vào trong nhà xới nước ra ngoài để cháu chuẩn bị đồ đạc, bố cháu cũng sắp về đến nơi rồi nhá. Cháu mời các ông cụ các ông ạ. À, còn chúng mày mỗi đứa một chân một tay giúp tao cho nhanh nhá. Bố tao về lên mâm luôn. Đó. Đi đi đi, đi. Mỗi đứa một chân một tay. Dạ, kính chào cụ trưởng họ ạ. Cháu là Quỳnh, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn ABA ạ. Kính mời cụ dừng tay để cháu rước cụ về nhà anh Hiếu dùng bữa cơm thân mật ạ. À, quá chuẩn bài. Tính ra cụ trưởng họ rất chi là đẹp trai đấy. Thế mà người yêu mình chẳng được thừa hưởng tí nào. Chả hiểu sao mình lại thích nhở. Mặt thì cứ như con chi hu hu ấy. Thôi kệ. Ê ơi, sao tự nhiên lại đau bụng lúc này nhỉ? Chết rồi. Bên nhà anh Hiếu thì không kịp. Ôi, phải đi thiên nhiên à. Ôi trời ơi, chết rồi. Ôi trời ơi, đây rồi. Khổ thế này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thế là
mình ấy sắp có cháu bé rồi đấy, hàng xóm láng giềng ấy, sẽ không ai dám bảo là thằng con trai mình nó bé đẻ. Ui dồi ôi, ui chả nón. Ôi, đồ yêu dâu xanh, đồ biến thái. Áo làm cái gì đấy hả? Đã dài rồi còn dê. Ôi, ê, cô ơi, tôi không thấy gì đâu. Tôi chỉ nhớ thôi. Nhớ cái gì mà nhớ? Bao nhiêu chỗ ông không rơi đồ, tại sao ông rơi chỗ tôi hả? Mà ông nhặt đồ thì ông phải nhắm mắt chứ, ai cho ông mở mắt? Ông nhìn thấy cái gì rồi? Ông nhìn thấy cái gì rồi? Tôi không nhìn thấy cái gì đâu. À, ông lại còn cãi à? Ông đừng mà mồm điêu nhá. Ôi này, tôi sống bao nhiêu năm ở trên đời này rồi, chưa có ai bảo tôi điêu rồi nhá. Mặt người ta lương thiện như thế này lại bảo điêu là điêu thế nào? À, ông vẫn còn cãi hả? Nhà ông có gương không? Có bao giờ soi gương thấy mình giống con chi hô hô không? Bây giờ ông nói đi, ông nhìn thấy cái gì rồi? Tôi không nhìn thấy cái gì màu hồng đâu. Mắt tôi kém hả? Biến thái này, mày chết với bà rồi. Ôi mày chết với bà ôi, rồi. Ôi, tôi mắt tôi bị mù màu không thấy gì. Thấy màu hồng tôi không thấy màu trắng đâu. Mệt quá. Tiến sư mày nhá. Mày đừng để ba bắt được mày, mày chết. Ôi trời, mệt quá. Tiến sư đừng mắt dậy. Ôi, sao? Quên đường ra quán hết luôn rồi. À, bên này thằng mới dậy. Màu hồng thật đấy, hơi nhục quá. Trời ơi. Đấy, cháu nói cụ trẻ phải nghe cháu. Cái nhan sắc của cháu ở trên thành phố ấy, nó chỉ thuộc vào cái hạng xoàng thôi cụ ạ. Cụ trẻ chơi điện tử ít thôi, cháu sẽ dẫn cụ trẻ lên thành phố để đi tán gái. Sát vách nhà cháu nhá, có một em hot girl cực kỳ xinh gái và nổi tiếng. Cụ đã bao giờ nghe đến cái tên Hương Suzy chưa? Thật á? Hương Suzy á? Vâng, em ấy ở sát vách nhà cháu. Lên tầng nhà cháu một cái là nhìn thấy cái lỗ gió nhà em ấy ngay. Ngày nào cũng vừa tắm vừa hát. Cụ phải nghe em Hương hát một nhạc từ hình trái tim. Em con chào cụ trưởng họ. Con mời cụ vào trong nhà. Các cụ các ông tới trong nhà cụ ạ. Em đi lâu thế, cả nhà đợi mãi thiếu mỗi em rồi đấy. Nhắc em mới nhớ, nay em gặp biến thái. Nó ư em. À, cái gì? Ư em á? Thì trên đường đi đón cụ em bị đau bụng. Tại anh ấy mua bánh bao thiêu cho em trước khi về đây. Thì tại em đòi anh mua anh mới mua chứ. Nhưng mà em, cái thằng biến thái nó có làm sao không? Nó chạy nhanh quá em không bắt được. Em mà bắt được nhá, thằng cắt. Ê, mà sao anh không hỏi em mà anh lại hỏi thằng biến thái? Thôi được rồi, nó không sao là may lắm rồi. Thôi đi vào đi, cả nhà đang đợi. Anh nhá, em nghĩ em vẫn tức lắm. Cái gì? Mà em không hiểu sao mặt thằng biến thái đấy với mặt anh nhìn giống y hệt nhau luôn. Ôi như giời. Hai con chi hô hô. Dạ. Không hiểu cái kiểu gì. Cái gì đấy? Ồ. Thằng biến thái! Mày chết với bà mày rồi, anh cầm với cho em! Ôi, anh cái. Quỷ! Bố anh! Bố! Chỉ là giấc mơ, cuộc đời chỉ là giấc mơ. Ôi trời ơi! Ôi, không phải là mơ, chết rồi. À, hóa ra đây là người yêu thằng Hiếu à? Vâng ạ. Đây là Quỳnh, người yêu con ạ. À, tôi nói cho cô biết nhá. Tôi là tôi không có cái loại con dâu như cô nhá. Thôi bố ơi, con chuyện gì đấy bố ơi? Thôi bố ơi, bố ơi. Thôi. Con chuyện gì đấy bố? À, mày, cái con nặc nô này. Lúc nãy mày chửi ai? Mày đánh ai? Hả? Kiểu sư mày. Ôi, bố ơi. Bố ơi, bố ơi. Sao nhìn mặt giống chi hô hô thế mày?